Chào mọi người. Như mọi người biết á, là mình đang làm một cái hồ để nuôi cá ly thia. Mình làm xong rồi nhưng mà mình bỏ nó mấy ngày ngâm nước. Bây giờ thì mình đi kiếm cái cây mấy cây thủy sinh á. Mình ra ruộng kiếm thôi, ra ruộng ra mương kiếm thôi. Về mình trồng để nuôi cá. Mình làm sao tạo cái môi trường cho nó tự nhiên nhất, nó giống ngoài đồng nhất á. Thì mình đi tìm là cái ngoài ruộng này. Đấy, mình đang đứng giữa đồng ấy. Rất là rộng nha. Đi bằng cái xe quay Alpha chắc cũng mười mấy năm tuổi đây. Hồi trước cái đường mương này nó bé lắm, nó thấy đường cái đường đi này, nó là cái bờ ruộng thôi, chắc nó cũng lớn như này. Nhưng mà sau này cơ giới hóa cần phải có cái đường lớn để cho xe máy cày máy băm rồi đi á, thì người ta đắp rộng này, thì mình mới chạy xe đây chứ không là mình phải dừng cái xe tít 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 trên cái đường thủy lợi trên kia kìa. Chỗ gần cái nhà đấy. Bây giờ mình sẽ lại cái chỗ kia trước, lại chỗ đó mình kiếm mấy cây trước, rồi tí mình lại cái mương này mình kiếm mấy cây là lạ sau, đi xa trước đi gần sau. Mương này có con nhiều lắm, không biết quay giờ mình có thấy không ta, không biết có gì luôn, mình cũng chịu thua. Nhìn thấy nó đây. Này, đầu tiên là mình tìm chỗ này trước. Cái mình cũng không có tìm loại đặc biệt lắm đâu, là lạ thôi, cái cây gì mà nó sống dưới nước được là mình đem về mình trồng. Mình làm cái môi trường cho nó giống tự nhiên nhất mà. Có khi mình bứng mấy cái lúa này về mình trồng cũng được nữa. Đây mấy cái lúa này. Cái đám này người ta bảo không có làm. Ui nó lúng. Đấy. Đấy. Ví dụ đem cái lúa về mình bỏ vô hồn cũng được. Cái gì mình đem thì đây, mình đem một cái bay, bay xây nhà đó. Đồng hồ đó là một cái chậu này thôi. Bấy nhiêu thì cũng đủ rồi, tại vì mấy cái cây này có những loại cây nó mọc rất là nhanh, mình trồng thưa thưa nhưng mà ít bữa là nó rậm liền à. Bên này thì rau muống. Đấy, bây giờ để mình lựa cái cây đầu tiên là cây gì ha. Cái này nước cũng hơi sâu sâu á, hơi lúng lúng. Bây giờ mình lựa cái cây đầu tiên là cái bụi. Cái bụi này đây. Đây, mua đây. Mình cũng không biết nó là cái cây gì nữa. Cứ bứng đại về trồng. Sống dưới nước được mà. Này, bụi này rậm rồi. Mình nhổ luôn cả đất. Nước vô. Đem về cho nó dễ sống. Một bụi nên để lên bờ đi, sắp nặng lắm, cho bớt nước ra. Về nhà có sống được không này, nên tìm trồng nhiều loại, cái nào sống được thì tốt, không sống được thì thôi. Bây giờ tới cây nào ha? Mọi người thấy cây này có đẹp không? Này. Nó cũng sống dưới nước ấy. Ra bông rất tốt. Bây giờ mình kiếm cái cây con như vậy này mình nên trồng. Chờ từ từ nó lớn. Ví dụ như cây này này, cái con này. Này. Cây này. Nhà cái trà. Rễ nó màu trắng ha. Biết trồng sống nữa, bướng thêm vài cây này, bướng thêm vài cây, rồi cái này không sống bị đứt rễ nè, thêm có cái mình bù. Cái này cũng nhỏ nhỏ nhưng không thẳng lắm, thích cây thẳng thẳng. Đây là mấy cây rồng, không phải rồng mà mấy cây cỏ này nè. Đây này, cái trồng thì cũng đẹp đó, nhưng mà này nó sao nó mọc rậm quá mình không thích. Nếu mà về hồ mình nên rậm là cá nó không bơi được, nó cứ thưa thôi.
Cái cây này cũng được này, cây này cũng để là gì trồng được này. Mình ngắt vài cành này, cái này thì nó thưa hơn. Mình không biết tên cái này cái gì đâu nha mọi người, thấy nước mình trồng thôi. Ở mình thì mấy cái này nhiều lắm, mấy cái này chắc mọc cũng nhanh nè. Ngắt về vài cây, mình không biết tên. Thế thì chắc mình bứng lên vài cây lúa, lúa trồng cho nó nhìn nó tự nhiên mà. Đây, lục bình, nhưng mà cái lục bình này thì mình không xài đâu, nó bự lắm, hồ mình nó xíu à. Thương có vừa, giờ mình đi kiếm cây khác. Cây đó sẽ là cây này đi, cây này trồng cái hồ cũng được nè, biết nhổ hay là nhổ cũng được. Để thấy cái này nè, bây giờ nó chắc lắm, nó bứng cây rất ướt như là tuyệt vời luôn á. Đây xong một cây, nên bỏ vô vô cái thau, vô cái chậu của mình. Chỉ được mới có mấy loại thôi, giờ mình thêm mấy cây lúa. Cái này lúa không ta, tôi khỏi đi, đang suy nghĩ. Giờ mình đi ra cái đường mương, cái chỗ này thì mình được bao nhiêu thôi, ra đường mương kiếm thêm. Đây, mương này cứ đi dọc dọc, thấy cây nào đẹp thì nhổ đem về trồng. Mình quyết định mình sẽ nhổ cái cây đó đó. Nãy mình bứng kia có một cây nè, rất tén đang chúng không bao giờ nó luôn. Đây có con nhiều lắm, không biết cái gì. Đấy. Kìa, nó dài. Trời ơi, nó dài kinh khủng không? Giờ chắc phải cắt bớt. Chứ... Đấy, nhìn cái rễ đó này. Có vẻ không ổn lắm. Rễ nhiều quá, sau này nó mọc lên nhanh lắm. Nhìn cũng đẹp, hay đẹp. Cắt bớt đi. Rồi, như thôi. Xong, một cây nữa. Mình trong đó mình về còn lấy thêm bèo nha, bèo mới. Bèo con, bèo lấy rong. Tí nữa mình lên kia mình lấy rong nè. Nên coi có cái gì lạ không? Không có cái gì lạ hết. Đây, có cái này là lạ đấy, cái gì đây? Cái này này. Nhổ lên đi. Đấy, cái này này. Đấy, đây là... Nhìn cũng đẹp á. Có vài cây về. Cái này thì thấp thấp trông đẹp. Không biết cái này nó có màu mọc lan ra không ta. Cứ nhổ đi. Đây nè. Này lúc này có mấy cây này nhổ luôn. Rồi xong.
Bây giờ mình lấy xe máy mình chạy lên kia, lấy rong, bèo, rong đuôi chó, rong gì đó, rong la hán gì đó, bé thôi. Nãy giờ thì lấy được bao nhiêu đây? Ít thôi, không có nhiều. Hồ mình cũng nhỏ mà. Quay xe. Đường ruộng nên nó hơi sóc. Chỗ này là chỗ mình sẽ lấy đây, sẽ lấy rong. Cái mưa này không có, nhưng mà chỗ đây này thấy nó nhiều lắm đó, nhiều kinh luôn, nhiều mà không thể tưởng tượng nữa. Này này, dày đặc luôn, nhiều lắm, toàn là rong không đó mọi người, dối lên là một nắm liền. Thôi lấy nhiều thôi, không lấy nhiều. Rồi. Mình lên tới, tới cái đường đi về nhà rồi, mình sắp xong rồi. Nãy là mình ở cái khúc tích trước kia. Bây giờ mình nhổ thêm mấy cây này nữa là một hai cây nữa là xong. Là cây đây. Mình không biết cây gì luôn. Bây giờ nói chung là toàn là cây không biết tên không à. Đấy, con này nó lúng này, mọi người nó lúng này. Nước thì cạn rồi. Này. Nhổ đó. Đấy. Ở đây. Để mình sắp rất dễ trồng. Mọi người thấy có con không? Có con thì nhiều lắm. Con không, không có cái lớn nha. Rồi, nhổ bụi này nữa. Rồi về. Rồi xong. Tất nhiên là mình cái này là mình hái mình trồng sơ thôi, còn ở nhà có thêm. Sau đó mình sẽ đi hái thêm một số loại cây. Ở đây không có nhưng mà chỗ khác có, ví dụ như cái dương sỉ. Cái dương sỉ thì nó cũng rất là đẹp rồi. Ở nhà mình cũng có nhưng mà quả cao lắm, mình kiếm loại thấp thấp thôi. Đây. Cái đống nãy giờ mình hái được bao nhiêu đây, mình lượm được bao nhiêu đây. Như thì mình nuôi cá lên thì vô tư rồi, vui rồi. Bây giờ mình đi về, cũng tạm biệt mọi người luôn. Hẹn mọi người ở clip sau coi mình setup cái hồ cá lithia như thế nào nha. Rồi mình bỏ cá lithia vô nuôi. Mình có nhiều clip bắt cá lithia lắm. Mà dàn đây á là cái lithia lớn chưa có nên mình bắt cá lithia con không à, mọi người xem nha. Thôi tạm biệt tất cả mọi người. Bây giờ mình đi về. Hẹn mọi người ở clip sau.